tiếng ồ lên ở sân số 2. Từ đầu hiệp 2 tới giờ, đó là thuộc về những pha bóng của đội Văn Minh. 2-1 cho các cầu thủ Mvikov. Người ghi bàn là Sơn Müller. Một pha dứt điểm hoàn hảo của Sơn Müller. Đúng là chỉ khi nào Sơn Müller đá tiền đạo thì đội bóng Mvikov mới là chính họ, mới thực sự nguy hiểm. Rất hay. Một đường chuyền làm bất ngờ hoàn toàn Hoàng Ngự và cả thủ môn bên phía Dương Lộ. Lâm Thổi chính là người đã không hết be hết đường chuyền vừa rồi. Một cú dứt điểm bằng mũi chân và góc hẹp của Sơn Müller.